việc của mèo khi được vẽ vời theo ý thích của mình. Hôm nay thời tiết đẹp nao lòng người, khiến cho mình phải xuất khẩu thành thơ. Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Hay chà, bạn nhỏ nào mà có tâm hồn bay bổng lãng mạn vậy ta? Dạ, em chào anh Huỳnh Đông, là em, Hoa Tây nè. Chà, vừa vẽ tranh nè, vừa ngâm thơ nè, cuộc sống thi vị à nha. Dạ, em chỉ lạc quan, yêu đời để có năng lượng tích cực thôi ạ. Chà, chắc anh Huỳnh Đông cũng phải học cái tinh thần này từ em quá. Nghe nói á là vẽ tranh sẽ giúp cho tâm hồn mình thoải mái và giảm căng thẳng, đúng không Khoai Tây? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà lâu quá rồi anh không có cầm vô cây cọ vẽ, Khoai Tây hướng dẫn anh được không? Dạ được, anh Huỳnh Đông coi thử cái tranh của em vẽ trước giờ nè. Vẽ đẹp quá à. Ủa, mà nhân vật trong tranh này á có cái gương mặt giống em, nhưng mà làn da và thân hình á thì khác em. Ủa, em gái em hả? Dạ không phải, là em đó anh Huỳnh Đông ơi. Ủa, nhưng mà em biết là bản thân không khỏe đẹp, mặt đầy mụn thâm, tàn nhang, lại còn có nếp nhăn nữa, nhìn già dặn hơn tuổi, nên em mới gửi gắm ước mơ của mình trong cái bức tranh đó ạ. À, vậy là anh Đông hiểu rồi. Chuyện này thì chắc chỉ có lúc tôi khỏe mới tư vấn được cho em thôi. Chào Huỳnh Đông, cần lúc tôi khỏe giúp đỡ gì không nào? Ý, nhắc lúc tôi khỏe là lúc tôi khỏe có liền luôn. Dạ, em xin chào anh Huỳnh Đông và chị Khoai Tây. À, chào em chà là, cho chị xin tí bí quyết làn da mịn màng, không tì vết đi. Chị hỏi đúng người rồi đó. Protein trong em thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, tăng cường sản sinh collagen và chữa làn da bị tổn thương. Chà là chia sẻ như vậy có đúng không đó tôi khỏe? Đúng đó Huỳnh Đông. Chà là sở hữu magie, mangan, lưu huỳnh, chất sắt giữ cho làn da mềm mại và bóng mượt. Vitamin A, vitamin B5, vitamin B6 và vitamin K trong em giúp tăng cường độ đàn hồi cho da, dưỡng ẩm từ bên trong. Đặc biệt, vitamin C là chất chống oxy hóa tốt và do đó ngừa nếp nhăn và kéo dài độ thanh xuân nữa. Rồi, như vậy là Khoai Tây không cần phải lo cái vụ mà lão hóa da sớm rồi nè. Chưa hết đâu, chà là còn dồi dào chất xơ giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể. Nuôi dưỡng chân tóc, trị tóc rụng và làm cho mái tóc chắc khỏe, em cũng làm được luôn ạ. Hay quá, từ làn da nè tới mái tóc đều khỏe đẹp. Như vậy chà là một người bạn không thể thiếu. Dạ, khi mà mình dùng chà là tươi hoặc là sấy khô thì có cần phải lưu ý điều gì không đó tôi khỏe? Không nên dùng chà là quá nhiều do có thể bị đầy bụng, tăng nguy cơ béo phì. Người bị tiểu đường cũng nên hạn chế dùng em nha. Tốt nhất vẫn nên có tư vấn của bác sĩ trước khi dùng chà là. Trời, ước mơ có làn da đẹp sắp thực hiện được rồi nè. Khoai Tây, em mau mau kết thân với chà là đi nghen. Dạ đương nhiên rồi ạ. Dạ, đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Tạm biệt. Chào và hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại.